Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý để xây dựng dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội trong thời gian tới. Một trong những nội dung bổ sung là điều chỉnh tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có cồn với mục tiêu giảm tiêu thụ, giảm tác động tiêu cực đến sức khỏe con người. Chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, trong khi nhu cầu tiêu dùng chậm lại khiến doanh nghiệp đồ uống này một mặt phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, mặt khác phải cố gắng không tăng giá bán. Việc dự kiến tăng thuế tiêu thụ đặc biệt trong thời gian tới khiến doanh nghiệp càng phải tính toán hơn. Khi mà thuế suất mà tăng lên thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến mặt bằng chung của giá. Cái sức mua, sức tiêu dùng sẽ giảm xuống, sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến các doanh nghiệp sản xuất bia trong nước và các doanh nghiệp mà sản xuất bia địa phương. Luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành quy định đồ uống có cồn chịu thuế theo tỷ lệ phần trăm trên giá bán ra, phương pháp tính thuế tương đối. Tuy nhiên, trong đề xuất sửa đổi, bổ sung luật lần này, Bộ Tài chính dự kiến đưa thêm cách tính thuế theo phương án hỗn hợp, tức là thuế suất áp dụng trên sản lượng và áp chung một thuế suất cho mọi loại đồ uống có cồn. Ưu điểm của cách tính thuế này là dễ quản lý và tính toán, nhưng có thể nó sẽ làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong nước so với sản phẩm nhập khẩu hay sản phẩm thương hiệu ngoại có giá cao. Từ năm 2014 tới 2018, chúng ta đã tăng lên tới 4 lần trong 6 năm. Như thế là các doanh nghiệp rất khó khăn. Khi người ta đầu tư, là người ta tính toán cả đầu vào đầu ra và tính cả cái việc tăng thuế xem có chịu nổi hay không. Như Nhật chẳng hạn là tối thiểu phải 10 năm thì người ta mới tăng một lần. Nên tăng có lộ trình theo cái hướng là tăng theo cái khoảng nhỏ giọt. Giữa các cái khoảng cách tăng nên có một cái độ dài đủ lớn, thậm chí hàng năm, để nó đảm bảo là doanh nghiệp không bị gánh nặng của thuế. Đối với sản phẩm đồ uống như rượu, bia, nhiều chuyên gia đồng tình với đề xuất của Bộ Tài chính về việc giữ nguyên phương pháp tính thuế tương đối như hiện nay. Lý do là việc thay đổi cách tính thuế thời điểm hiện tại sẽ tác động rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành đồ uống vốn đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 và tác động bất lợi từ một số cơ chế chính sách liên quan như luật phòng chống tác hại rượu bia, nghị định 100/2019/NĐ-CP về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Mặt khác, sẽ làm mất khả năng cạnh tranh của bia phổ thông thương hiệu Việt hiện đang chiếm tới 80% thị phần, ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc thiết kế chính sách thuế cần những giải pháp hài hòa để vừa giúp tăng thu ngân sách, đồng thời vẫn hỗ trợ được doanh nghiệp trong nước phục hồi, phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu trong tương lai. Chúng ta xem xét về cái sự cần thiết phải nghiên cứu để sửa đổi cái luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên thì nếu như nhìn riêng vào cái sản phẩm đó là cái rượu bia thì cần lưu ý mấy cái điểm như thế này. Cái thứ nhất là trong cái bối cảnh như hiện nay thì cái tính toán là khi nào sẽ áp dụng cái luật thuế tiêu thụ đặc biệt mới nếu được sửa đổi mà được thông qua. Cá nhân tôi thì mong muốn rằng là trong cái bối cảnh như hiện nay thì chúng ta không nên áp dụng ngay. Chúng ta biết là trong cái nỗ lực hiện nay thì doanh nghiệp nói chung và kể cả doanh nghiệp ngành đồ uống nước giải khát cũng gặp rất nhiều cái khó khăn. Và như vậy thì họ cũng cần những cái sự hỗ trợ nhất định. Trong trường hợp phải cần thiết phải ban hành vì các lý do về chính trị, về pháp luật thì cần phải tính đến những cái phương án để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ những quy định mới. Thực tế hiện nay và dự báo trong thời gian tới, ngành rượu bia đã và đang đối mặt với nhiều khó khăn khiến sản lượng sản xuất tiêu thụ sụt giảm, tốc độ tăng trưởng âm, gây nhiều khó khăn thách thức cho ngành. Trong bối cảnh đó, hơn lúc nào hết, đây là thời điểm ngành này rất cần sự hỗ trợ và chung tay của nhà nước để có thể duy trì sản xuất, phát triển, đặc biệt là các doanh nghiệp thương hiệu Việt mà họ đã phải mất rất nhiều năm để có thể gây dựng tên tuổi trên thị trường trong nước cũng như thế giới.